chị ơi. À, thôi. Ui, 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 nó là chỗ nào, nó khổ khu nào? Ê, cho mày làm cỏ hay gì? Ừ. Nó nick chân em nhầm chậu ấy, em vứt cả khuôn tại. Rồi, nó phát hiện ra. Chưa tìm, chứ hai ông đi một hướng được đâu. Thấy nó hố to lên. Anh nhìn này, anh nhìn này nhá. Những chỗ đập đập nó nguy hiểm, nó nhảy. Chắc nó sẽ khi mà nó thấy người nó kiểu gì mà chui chỗ đậm này. Anh em rò là phát hiện rắn là anh em sẽ thấy luôn rồi nhá. Con này nó bỏ to, khả năng là nếu mà to về to phát là thấy ngay. Thấy hô to nhá. Nguy hiểm đấy. Chỗ này đậm thế này. Ừ. Úm đây. Anh em mình nhận được cuộc gọi của quyền là nó đi làm ruộng đấy, là nó phát hiện con chăn tấn công ngó mọi người ạ, thật có bất ngờ luôn. Thấy à? Thấy gì không quên ơi? Cẩn thận đấy, nó lại mổ chết đấy. Đây lên núi rồi. Hả? Đây lên núi rồi. Đây là con núi hay là lên núi nhỉ? Em sợ nó lên mẹ lên núi mất kìa. Rồi nè. Sợ lên núi không? Ừ. Sợ lên núi đấy. Quá rồi. Thực ra mình chỉ muốn biết nó là con gì thôi. Nếu mà độc thì nếu anh em mình tính hướng khác, nó không độc anh em mình thả lên núi mà. Em sợ đây rắn độc ấy. Đấy, sợ có hổ con chúa ấy. Ừ. Chúa nó nguy hiểm nhất vậy ạ. Quên ơi. Ui, hồi quấn nó quyền chết chết luôn rồi. Ui, có này không? Mày nó con chết luôn rồi. Mày nó con chết rồi. Mẹ con này nó cắn chết luôn đấy, nó quấn chết luôn đấy. Mày đi anh em mình, nếu mà đi mình thì con rồi. Ừ. Ui. Nó đây. Bê bê hả đây, bê hả đây. Nó lại chuẩn bị mổ này. Đấy. Ui dồi. Ui, nó mổ chưa? Ui. Ê, đuổi cắn đấy. Ui hù kìa. Nó cuốn tiếp đấy. Ui hù nhìn. Đấy. Ui mày chưa? Suy chết nhá. Cẩn vỡ mặt đấy. Ui nó bỏ cái kia. Ui anh đoạn đi đặt cái túi đoạn đây. Có con này nó chuyển lên núi kìa. Nó chạy xe lên cái túi. Đây này. Một người này. Con này là vừa gặp là chỗ con đúng cái này là vừa ở ruộng kìa. Đúng này luôn. Chuẩn này luôn. Đúng ở ruộng mọi người nhá. Vừa nó mổ em cái mà, xong rồi em túm của nó quấn em. Ui ui. Hạn. Làm sao vậy? Con này ác lắm anh ạ. Nó ác cái này. Con mẹ con này về nó ăn thịt cả mày luôn đấy, nó ăn thịt luôn đấy.
Ui ôi đấy, ui ôi. Nguy hiểm chưa? Nó ăn thịt đấy. Nó ăn cái này bắt được gì? Hả? Ăn cái này bắt được gì? Bây giờ chờ đợi lấy túi vào, ông này đút đút vào túi, ông này chuyển lên núi nhá. Ui nó gầm gừ kìa. Ấy. Thả nó mổ đấy, mình tính thôi. Đây anh em mình cho nó lên núi mọi người nhá. Giờ sao? Ui giời. Tôi không vừa đâu. Ông bắt xong di chuyển lên núi đi. Đúng rồi. Đáp vào đâu. Ui giời. Áng mình còn lại áp hết nhỉ. Ui giời. Chết chết chết. Rồi ok. Dã man luôn. Ui. Ừ, ui mọi người nhìn này. Ui cái mồm hả? Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Thả núi nữa. Ui ôi cái gì này. Nè. Ui ui ra. Ui đấu ra kìa. Kệ nó, kệ nó. Xuống đây nè. Ui. Xong. Xong mọi người. Đây bây giờ anh em xanh ra đây luôn đi. Mình phải mặc áo luôn lại nhé. Đây mọi người nhá. Anh em mình xe vác con rắn này lên núi kia mọi người. Đấy, để cho nó phóng sinh lên đấy. Nhà đây nó rất là nguy hiểm luôn, nó ăn cả trâu cả bò, nó cắn cả người nữa mọi người. Hôm kia đây có ông bị mất con nghé đây. Này nó ăn luôn đấy. Mày có khả năng là con này rồi. Em túm một cái mà nó quấn trong luôn, nó quấn vòng tròn mày, em không dễ được. Hơi nhiều ấy, mày không có bọn anh ở đây chắc là bỏ mạng rồi. Thấy nhá. Đây anh em mình sẽ kết thúc video đây luôn, mọi người hãy ủng hộ anh em mình nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.